What's up nào cho anh em, Tùng Trơn đây. Trên tay mình đang là chiếc Samsung Galaxy Note 9 phiên bản sập giá. Và giá của cái sản phẩm này chỉ là 17.990.000. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn chia sẻ về cây bút S Pen đã khiến cho công việc của mình trở nên dễ dàng hơn. Hay nói cách khác là trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về những cái tính năng ở trên cái cây bút S Pen này mà chúng ta có thể làm được, và nó đã giúp cho cái công việc hàng ngày của mình nó đơn giản hơn như thế nào nhé. Thực ra thì đối với lại các cái đời S Pen thì nó sẽ có một cái tính kế thừa các cái tính năng của nhau. Có nghĩa là Note 2 thì sẽ có tính năng của Note 1, Note 3 sẽ có tính năng của Note 2, Note 1, rồi Note 4 sẽ có tính năng của tất cả các cái chiếc Note khác. Và cái chiếc Note 9 này thì nó cũng không phải là trường hợp ngoại lệ khi nó được trang bị tất cả các tính năng của những cái dòng Note trước. Và S Pen năm nay của cái chiếc Note 9 này thì nó còn được sở hữu thêm, đó chính là cái công nghệ Bluetooth. Chính vậy là chúng ta có thêm những cái tính năng mới, và ở trong đầu video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về những cái tính năng mới ở trên chiếc Samsung Galaxy Note 9 có thể làm được những gì. Sau đó thì mình sẽ chia sẻ thêm với các bạn những cái tính năng khác về cây bút S Pen của cái chiếc Note 9 này nhá. Rồi, đầu tiên là nói về Bluetooth trước đi, thì khi mà các bạn vào phần cài đặt này, rồi là các bạn vào phần tính năng nâng cao, các bạn chọn vào S Pen, các bạn vào điều khiển S Pen này, thì chúng ta sẽ hiển thị cái dung lượng pin còn lại ở trong cái cây bút S Pen này. Thực ra nói là pin thì cũng không chính xác lắm, bởi vì cái cây bút S Pen này của nhà Samsung thì sử dụng cái công nghệ gọi là siêu tụ điện. Khi mà chúng ta cắm bút vào đây thì với siêu tụ điện ở trong cái cây bút S Pen này, chúng ta sẽ chỉ mất 40 giây để có thể sạc đầy cái viên siêu tụ điện ở trong cái sản phẩm này thôi. Và chúng ta sẽ có thời gian sử dụng là 30 phút. Và với 30 phút thì chúng ta có thể làm được những gì? Thì các bạn cũng có thể thấy ở đây là chúng ta đang có rất là nhiều phần mềm hỗ trợ cái cây bút S Pen với cái công nghệ Bluetooth này. Ví dụ như máy ảnh này thì nó hiển thị rất là rõ ràng luôn. Nhấn một lần là chụp ảnh, nhấn hai lần là chuyển đổi máy ảnh này, bộ sưu tập là mục tiếp theo, quay lại mục trước. Rồi là ghi âm thì nhấn một lần là ghi hoặc là tạm dừng rồi chụp ảnh. Nói chung là rất là nhiều tính năng, và bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem nhé. Đầu tiên thì mình sẽ mở cái ứng dụng máy ảnh lên. Các bạn cũng có thể thấy là mình đang cầm cây bút S Pen này. Đây nhá. Và ví dụ các bạn chụp đông người, các bạn chỉ cần đưa cái máy của chúng ta ra xa, chúng ta sẽ ấn nút chụp. Đó, như vậy là rất đơn giản phải không? Bây giờ muốn chuyển camera thì nhấn hai lần. Đó, như vậy là tự động chuyển. Các bạn muốn chụp, nhấn, rất là đơn giản đúng không? Đặc biệt là cái cây bút S Pen với cái tính năng Bluetooth điều khiển máy để chụp ảnh này, nó rất có tác dụng dành cho bạn nào mà thích chụp phơi sáng. Thì khi mà các bạn sử dụng cái cây bút S Pen này, các bạn nhấn chụp thì cái bức ảnh chụp phơi sáng của chúng ta nó sẽ tốt hơn, bởi vì khi mà chúng ta chạm vào máy thì nó luôn có một cái lực tác động và khiến cho cái máy của chúng ta bị rung. Còn đối với lại cái cây bút S Pen này thì đơn giản chúng ta đứng từ xa, chúng ta cắm tripod vào và chúng ta ấn chụp, đơn giản như vậy thôi. Rồi, còn những cái phần mềm khác thì hoạt động như nào? Ví dụ như là mình sẽ bật phần mềm ghi âm. Các bạn đợi mình một chút nha. Ghi âm đâu rồi? Đây, ghi âm. Đây là cây bút S Pen. Đó, ví dụ các bạn để xa, các bạn ghi âm. Các bạn nhìn này. Đó, nó đang ghi rồi này. Các bạn muốn tạm dừng, nhấn một lần. Kết thúc, quá đơn giản phải không? Sau đó ví dụ mình sẽ demo cho các bạn thêm một cái bộ sưu tập nữa. Ví dụ mình có các cái bức ảnh này, giống như kiểu slide trình chiếu ấy. Các bạn muốn nick bức ảnh này, các bạn nhấn một lần. Đó, nó sẽ tự động chuyển sang cái bức ảnh khác. Nhấn thêm lần nữa này. Đó. Đó. Bây giờ các bạn muốn quay trở lại ảnh thì các bạn nhấn hai lần. Đó. Các bạn thấy không ạ? Cực kỳ đơn giản luôn, và thực sự là nó hỗ trợ rất tốt cho các bạn công việc trình chiếu. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ chia sẻ về những cái tính năng khác của cây bút S Pen. Thực ra là ở các cái dòng Note trước nó cũng đã có, nhưng mà ở trên Note 9 thì nó đã được bổ sung và nâng cao hơn. Các cái tính năng này thì nó sẽ được gộp trong cái e-comment, cũng như là nó sẽ có một vài các cái tính năng khác thì trong video mình sẽ chia sẻ dần dần với các bạn. Đầu tiên mình xin chia sẻ về cái tính năng tạo ghi chú. Thì với cái tính năng này nó có cái tác dụng gì mà giúp cho cái công việc của mình trở nên đơn giản hơn? Ví dụ khi mà có người gọi điện đến cho mình và mình cần biết được số điện thoại của một ai đó, thì công việc bình thường của các bạn sẽ là ấn home này, rồi là chuyển sang phần điện thoại, rồi các bạn nhập số vào, xong các bạn ấn lưu. Nói chung là mình thấy các bước đấy nó không được tự nhiên và nó mất tương đối nhiều thời gian. Đối với lại cái sản phẩm này, với chiếc Galaxy Note 9 thì mình có thể nhập liệu như thế này. Ví dụ có ai đó đọc cho mình thì mình sẽ chỉ cần kích hoạt e-comment và mình bật luôn vào cái phần ghi chú. Sau đó mình ghi số điện thoại của người ta đọc cho mình. Mình demo cho các bạn, ví dụ một cái số như thế này. Đi đến Samsung Note. Sau đó thì các bạn nhìn thấy có cái đám mây không ạ? Các bạn click vào. Nó sẽ, các bạn khoanh vào cái số mà chúng ta đã chọn. Ở đây nó có rất là nhiều tùy chọn này. Trích xuất văn bản,
ngay lập tức cái số của chúng ta nó đã nhận diện được, và đơn giản là các bạn chỉ cần sao chép. Các bạn nhấn sao chép, hoặc các bạn mình sẽ back lại cho các bạn xem. Đây này, dán vào ghi chú sao chép, hoặc là các bạn ấn vào đây để chuyển sang màn hình gọi điện. Rất là hay, tạo danh bạ hoặc là cập nhật đó, rất là hay luôn, super nhanh luôn. Hoặc là chúng ta với cái phần ghi chú này, tạo ghi chú này, các bạn có thể ghi chép, các bạn có thể viết tùy cái gì nội dung mà các bạn thích. Hoặc là ở tại màn hình khóa, khi mà các bạn rút S Pen ra này thì mặc định là chúng ta đã có khả năng viết cái trên cái màn hình khóa này rồi, và sau đó chúng ta ấn vào lưu vào ghi chú đó thì là nó đã tự động lưu vào rồi. Rồi, ok. Vậy thì còn các cái tính năng khác ở trong e-comment thì nó bao gồm những cái gì? Vừa nãy là xem tất cả ghi chú thì mình đã show cho các bạn xem rồi, nó chính là cái Samsung Note. Tính năng tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là Smart Select. Đây, Smart Select thì nó sẽ có cái tác dụng gì? Ở đây có vòng dây, hình oval, hành động, vân vân, mây mây. Thì cái tính năng hành động ấy, ví dụ các bạn xem một cái video trên YouTube, các bạn click vào hành động, mình sẽ demo luôn. Ví dụ như là các bạn muốn tạo cái đoạn video này nó xuất hiện hành động, bây giờ chúng ta sẽ chọn Smart Select, sau đó các bạn click vào hành động đây đó, ghi, nó sẽ yêu cầu là ghi trong 15 giây. Rồi, đây hành động, đây chúng ta đã có một cái hành động, chúng ta có thể lưu hoặc là chúng ta vẽ. Đó. Rồi, xem trước. Đó. Các bạn có thể thấy là chúng ta đã tạo được một cái hành động. Rồi, vậy thì còn những cái tính năng khác ở trong Smart Select thì nó là như thế nào? Thì ví dụ, mình chỉ ví dụ thôi nhé, chúng ta có rất là nhiều tùy biến với cái chức năng này. Ví dụ ở đây, mình chụp một hình của một cái tượng, đây là Uchiha Itachi. Mình sẽ chọn Smart Select, sau đó mình sẽ chọn các cái tính năng khoanh vùng ở đây. Ví dụ như hình chữ nhật, vòng dây, hình oval, thì ở đây mình sẽ chọn vòng dây đi. Đây. Đó. Ok. Bây giờ mình muốn tách cái hình của con Itachi này ra. Thì giống như kiểu như là các bạn sử dụng trên Photoshop, các bạn cần phải làm một cái bước để các bạn tách được hình con này. Nhưng đối với chiếc Galaxy Note 9 thì chúng ta sẽ có cái tính năng tự động chọn. Đó. Như vậy là các bạn có thể thấy là nó đã khoanh vùng được cái con Itachi. Tuy nhiên nó sẽ còn hơi bị lem lem một cái vùng này, đơn giản là mình sẽ chọn xóa đi. Đó. Khá là ok rồi, xong rồi mình sẽ share vào Samsung Note này. Ví dụ như là chúng ta sẽ thêm đi. Rồi, ok. Bút, bây giờ ví dụ mình sẽ thêm lại. Đấy, các bạn thích vẽ lung tung gì vào đây, ghi chú cái gì thì các bạn ghi chú. Đấy, rất là hay phải không? Nó tách ảnh rất là tuyệt vời luôn. Và đó là tính năng Smart Select. Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái tính năng cũng tương đối hay, đó chính là Swing Wide. Thì với cái tính năng này nó sẽ cho phép chúng ta chụp màn hình, nhưng không chỉ đơn giản như vậy. Chúng ta có thể ghi chú ở trên này, ví dụ như là các bạn chụp ảnh, mình sẽ demo luôn nhá. Ví dụ mình sẽ gửi một cái bức ảnh của một cô gái hết sức xinh đẹp cho một thằng bạn mình. Ví dụ như là mình muốn gửi ảnh cho một đứa bạn của mình chụp ảnh màn hình chẳng hạn. Mình sẽ dùng Swing Wide. Như vậy nó chụp ảnh màn hình và nó sẽ cho phép mình xén này. Rồi ok, mình đã xén xong. Mình sẽ vẽ lên. Sau đó thì mình đơn giản là công việc của mình là lưu vào, hoặc là mình chuyển sang cái chế độ chia sẻ cho bạn mình. Nó đã được đẩy vào bộ sưu tập. Bây giờ công việc là mình sẽ share. Mình sẽ share vào Facebook hoặc là mình sẽ share lung tung. Đó, rất là hay phải không? Nó rất là tiện so với lại việc các bạn chụp ảnh màn hình thông thường. Tính năng tiếp theo mà một cái tính năng cũng hơi khá là vui vẻ, đó chính là tính năng tạo ảnh động bằng S Pen. Đối với lại tính năng tạo ảnh động thì các bạn nhìn thấy này, chúng ta sẽ có phần background tùy chọn được bút các thứ vân vân mây mây. Ví dụ như là chúng ta sẽ có thể tùy chỉnh được những cái hình rất là hay. Đó, cho bạn đợi mình một chút nha. Chúng ta có tùy chọn rất là nhiều background khác nhau này. Rồi là chúng ta có thể hoàn toàn chèn ảnh đều vào này. Đó. Các bạn thấy không ạ? Chúng ta cũng có thể tạo được emoji này. Đó. Chúng ta chèn, chúng ta thích chúng gì chúng ta chèn. Sau đó, bây giờ mình sẽ demo cái vẽ nhá. Vẽ này. Đó. Và chúng ta còn rất là nhiều lựa chọn cái bút cơ. Mình sẽ ấn play lại. Đó.
Thì bây giờ ví dụ các bạn ưng với cái mẫu này rồi của chúng ta, hay khi mà chúng ta xem này, chúng ta ưng rồi thì các bạn ấn hoàn tất, thì nó sẽ được tự động lưu. Và cái này nó sẽ tạo ra thành một cái ảnh động và giúp cho các bạn có thể chia sẻ được với lại bạn bè của mình. Đó, rất là hay đúng không? Tiếp theo mình sẽ chia sẻ với các bạn, đó chính là tính năng dịch. Đây. Tính năng này thì nó cũng quá quen thuộc rồi. Ví dụ mình muốn dịch tiếng Hàn sang tiếng Việt. Ví dụ mình có một cái tin nhắn này, các bạn chỉ cần đưa cái bút lên thì nó sẽ tự động dịch cho mình. Đó. Có rất là nhiều ngôn ngữ và cái bút này nó sẽ dịch được tất cả các ngôn ngữ của Google Translate. Rất là hay phải không? Rồi, đó chính là cái tính năng dịch. Và một cái tính năng khá là vui vẻ dành cho, mình có thể coi là dành cho trẻ em, đó chính là cái tính năng vẽ và tô màu Pen Up. Ở đây các bạn có thể thấy mình có thể chọn những cái hình có sẵn, sau đó mình tô. Cái này các bạn cho trẻ em dùng thì rất là thích. Đó, các bạn thấy không ạ? Chúng ta có thể tô màu. Đó, rất là tuyệt vời. Ngồi tô cái bức này chắc là hết ngày mất. Mình ở đây mình sẽ chỉ giới thiệu với các bạn thôi. Ngoài ra thì còn một vài các cái tính năng khác liên quan đến cái sản phẩm này. Ví dụ như bình thường các bạn chọn một cái đoạn văn bản ở trong đây, các bạn sẽ phải nhấn giữ ngón tay này, các bạn ấn sao chép rồi vân vân mây mây. Nhưng mà đối với cây S Pen thì nó đơn giản hoàn toàn công việc đó của chúng ta. Đây, với cái bút này các bạn giữ cái phím ở trên này, đó, chúng ta có thể chọn được đoạn văn bản, các bạn thấy không ạ? Tuyệt vời không ạ? Sau đó chúng ta copy, thay vì là copy cả đoạn, chúng ta giờ đây chúng ta chọn được những cái đoạn văn bản riêng biệt và nó copy được những cái đoạn văn bản. Và đặc biệt nó hữu ích ở trong những cái tin nhắn Messenger hoặc là trên Facebook, chúng ta sẽ chọn được những cái đoạn văn bản thực sự rất có ích. Và trên đây là mình đã chia sẻ những cái tính năng cơ bản của cây bút S Pen ở trên chiếc Samsung Galaxy Note 9, cũng như là những cái tính năng này thì nó sẽ có ở trên chiếc Samsung Galaxy Note 8, trừ những cái tính năng ban đầu mình giới thiệu với các bạn, đó chính là nó liên quan đến cái cây bút sử dụng siêu thu điện, cũng là cây bút Bluetooth. Và các bạn thấy những cái tính năng này như thế nào, và các bạn có thường xuyên sử dụng cây bút S Pen này không, thì các bạn đừng quên để lại comment ở dưới bên dưới nhé. Còn video của mình đến đây xin được phép kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.